Ôi, chị xin chào anh chị và các bạn nha. Chị mới vừa về thêm một chiếc Fortuner máy dầu số sàn cực kỳ đẹp luôn anh chị. Xe thì mang biển Bình Dương nhưng mà xe này gốc Sài Gòn nha. Anh chị nào ở Bình Dương thì giữ lại biển số, còn chị nào ở Sài Gòn á thì về lại Sài Gòn không tốn 20 triệu phí biển số luôn. Còn anh chị nào ở khác tỉnh Bình Dương nữa thì chị sẽ hỗ trợ bao gói hồ sơ để anh chị về anh chị đăng ký cái biển tỉnh ở dưới chỗ mình ha. Xe này cũng đầy đủ phụ kiện hết anh chị nha. Chẳng hạn như là đầu tiên là xe này đã dán khách âm toàn xe. Dán cái nồng xe và chiếc xe này chạy 130.000 cây, khách hàng người ta đã thay cho anh chị 4 cái vỏ luôn, đánh 21 luôn nè. Vỏ xe thì còn rất là dày anh chị nha, rất là dày. Xe này chạy 130.000 cây, chất xe còn đẹp lắm. Anh chị có thể nhìn thấy trên cái clip của Triều nè, thấy không? Đó, cái hồng bình đây là cái hồng bình phải nè. Xe còn rất là liền lạc ha, xe đẹp. Được cái dán cái bộ tem TRD nhìn nó cũng nhìn nó nổi bật lên ha anh chị ha. Đó, nè, dán phi kích nhiệt nè, thấy không? Ốp chén cửa nè. Xe này người ta cũng đầy đủ phụ kiện nè, lót sàn 5D cho anh chị nè. Không, lắp màn Android cho anh chị nè, camera hành trình nè, bọc trần ni lông nè và bọc ghế cho anh chị nè. Không, tất cả các chi tiết trong xe còn rất là đẹp anh chị nha. Các chi tiết trong xe còn rất là đẹp, phải không? Lên màn Android nè, vô lăng cũng đẹp nè. Đó, thần số nè, thần số này khách hàng người ta kiểu người ta sơn cái màu xám xám cái gì anh chị ha. Đây nè. Đó, nếu anh chị không thích chịu có thể hỗ trợ sơn lại cái màu đen cho nó liền luôn với cái màu da này luôn cũng được nè. Thấy không? Đây, xe này chạy 130.000 cây đúng chất xe luôn anh chị. Anh chị nào quan tâm cái dòng máy dầu số sàn 2014 ha thì alo cho Triều đến coi xe. Những cái vấn đề keo chỉ ở đây nè, Triều kiểm tra hết cho anh chị rồi. Đó, kiểm tra hết rồi. Nè. Đó, keo chỉ ha. Tắp bi cửa nè, ghế da nè, lót sàn nè, bọc trần ni lông nè. Chất xe còn rất là đẹp luôn chị. Và xe này nổ máy rất là êm nha. Xe này còn nổ máy rất là êm, chút xíu nữa Triều sẽ mở cái nắp capo lên nha. Triều nổ máy và Triều cho anh chị nghe thử cái tiếng động cơ của xe này luôn. Gầm bổng xe này cũng còn đẹp và được cái 2014 mà bánh xe dự phòng chưa sử dụng luôn anh chị. Đó, 2014 đó nha. Gầm bổng nè, ok anh chị ha. Đây, đó, anh chị nào quan tâm cái chiếc Fortuner máy dầu số sàn 2014 này thì ghé Triều coi xe nha. Xe Triều để ngay tại khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức. Ngoài Fortuner, Triều vẫn còn rất là nhiều xe cho anh chị lựa chọn. Đó, hôm nay Triều bán cũng thưa thớt xe rồi. Và Triều đang cần mua xe số lượng lớn luôn. Anh chị nào có xe mà không sử dụng nữa để nhà không á thì alo cho Triều, đến tận nhà anh chị mua luôn. Ở đâu cũng mua nha, mua xe khắp tỉnh luôn, tỉnh nào cũng mua. Chỉ cần anh chị mà không có sự nhu cầu sử dụng xe này thì cứ nhấc máy, nhấc điện thoại lên alo cho Triều nha, Triều đến tận nhà anh chị mua luôn cho. Đây, xe này thì quá đẹp rồi, thấy không? Xe thì quá đẹp. Xe dán cách âm luôn anh chị, dán cách âm luôn. Cửa này nọ rất là chắc anh chị, cửa này nọ rất là chắc. Xe rất đẹp anh chị nha, rất đẹp. Xe chạy 130.000 cây á. Anh chị nào quan tâm cái chiếc Fortuner máy dầu số sàn 2014 thì đến ngay khu Vạn Phúc nè, khu Thủ Đức, đến đây coi xe nha. Đây, tất cả các chi tiết trong xe này còn đẹp nha, còn đẹp lắm. Tắp bi cửa này nọ, kèo chỉ mọi thứ ok. Xe mua bán thì chị đảm bảo hết cho anh chị luôn, không bán cho anh chị là xe taxi, không bán xe tai nạn, không bán xe ngậm nước. Động cơ là phải động cơ zin, không bung rã động cơ, và bao chét hãng toàn quốc cho anh chị luôn. Anh chị thích anh chị cứ chét ở đầu cũng được. Đó, đem thợ thầy đến kiểm tra thoải mái luôn, đánh 21 luôn nè, thấy không? Đó, rất đẹp ha. Fortuner máy dầu số sàn 2014, 560 triệu thôi. Rồi thì bây giờ Triều sẽ quay cái phần động cơ nha. Quay trước tiên là quay mấy cái khung xương cho anh chị coi nè. Thấy không? Còn liền lạc, còn nguyên zin hoàn toàn anh chị nha. Đó, còn liền lạc, còn nguyên zin. Anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho Triều đến coi. Ốc capo còn chưa đụng tới anh chị ha. Kèo chỉ mọi thứ ok hết nha. Đây, kèo chỉ mọi thứ ha, ok hết. Đó, ok ha. Máy móc là nguyên zin. Anh chị có thể nhìn thấy trong cái phần ốc động cơ ha. Thôi nè, sẵn tiền bây giờ Triều sẽ đi vào trong xe, Triều nổ máy xe và Triều ra quay luôn cái phần động cơ và cho anh chị nghe luôn cái tiếng động cơ này nha, coi nó có vấn đề gì không anh chị nha. Đó, quay hết thực tế cho anh chị luôn, quay hết tất cả thực tế cho anh chị luôn để anh chị ở xa đó thì cũng đỡ mất thời gian chạy lên đây anh chị ha. Nè, xe này chạy 130.000 cây, thấy không? Có lắp mạng rồi sẵn nè, có camera lùi luôn chị nha, có camera lùi luôn đây. Đó, còn rất là nét anh chị nha. Do là giờ nó bị ngược ánh sáng nó chiếu vô nhìn không có rõ, nhưng mà nếu mà anh chị đến thực tế anh chị nhìn cái camera nó rõ lắm, có camera hành trình đầy đủ luôn. Rồi bây giờ Triều sẽ cho anh chị nghe thử cái tiếng động cơ của xe này luôn. Đó, quay thực tế hết cho anh chị nha để anh chị nổi xa lên đỡ mất thời gian. Rồi bây giờ Triều sẽ kê cái mic nè gần cái động cơ cho anh chị các bạn nghe nha. Như anh chị nghe rất là im anh chị ha, động cơ rất là im luôn, rất là im, cực kỳ im.
Nói chung máy dầu mà nghe cái tiếng động cơ cỡ này là im rồi đó. Đó rồi, thì chị cũng quay hết rồi ha. Quay động cơ, quay gầm cho anh chị xem và quay cái tổng thể của xe và quay luôn cái nội thất rồi đó. Anh chị nào ở xa mà cảm thấy tin tưởng chiều thì cứ chạy lên đây coi xe. Còn cảm thấy tin nữa thì cứ đặt cọc online cho chiều. Đó, chiều sẽ giao xe tận nhà cho chị luôn. Anh chị khỏi mất công chạy lên đây. Và nếu mà khi mà chiều giao xe xuống tận nhà anh chị nha, mà cái xe nó không đúng những gì mà chiều nói hoặc là không đúng những gì trên clip này ha, hoàn trả tiền là cho anh chị đàng hoàng và không tính bất kỳ chi phí xăng cộ nào hết anh chị nha. Đó, hoàn trả 100%. Đó, xe thì rất đẹp, rất đẹp. Rồi, anh chị nào quan tâm thì nhấc điện thoại lên alo cho chiều nha. À, còn không thì cứ đến ngay khu dân cư Vạn Phúc, ngay khu của chiều luôn, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức coi xe này nha. Ngoài xe này thì chiều vẫn còn rất là nhiều xe luôn. Và anh chị nào có xe để nhà không, không có nhu cầu sử dụng thì gửi lại cho chiều nha, chiều bán cho. Đó, đến từng nhà anh chị thu mua xe luôn. Đó, chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Anh chị nào lần đầu vào kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh nha, để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ đó qua sử dụng anh chị nha.